Ông ơi, bố cháu đâu rồi ạ? Bố cháu đứng ngay đây thôi. Đây, cháu đây. Bố ơi, sao nãy giờ bố không nói gì? Bố làm sao thế? Bố ổn. Bố chỉ lo cho con thôi. Bố với ông lên với con nha. Nói với anh bao nhiêu lần rồi, đàn ông phải cứng rắn mạnh mẽ lên. Anh có oặt ra như thế. Bố thương nó một thì con thương nó mười. Con thương con còn sụt rồi thì có làm sao. Anh bảo tôi thương con Yến một, anh không hiểu lòng tôi. Thì bố cũng chả hiểu lòng con. Chả lẽ con thương con còn cũng phải theo lòng bố à? Thế thì con chết quách đi cho xong. Anh mà chết thì tôi sống với ai? Thôi thôi, cả nhà nghe con nói đây này. Đúng là con có mổ u nang, nhưng mà con sợ cả nhà lo nên con không nói. Con mổ nội soi nhẹ nhàng, con khỏe bình thường rồi đây này. Còn cái chuyện mà con không thể có con với cả nan y nan yếc là ông Đông ông tự bịa ra đấy. Ơ kìa, ai bịa? Đúng như thế rồi còn gì nữa. Con vẫn có thể có con như bình thường. Đến đây, thế là ông sắp có chắt ngoại. Còn bố lên trước ông ngoại à con? Nó còn lấy chồng khối mà chắt bị chít. Ý con nói không phải là sắp có, mà là con có thể có, nhưng chưa biết bao giờ. Ông với bố nghe hiểu thế nào ấy nhở? Thôi, không mắc bệnh nan y là mừng rồi, tai qua nạn khỏi rồi. Này, bịp à? Thế là không nan y, không nguy hiểm đến tính mạng à? Nhìn cái mỏ của anh, thật, em chi muốn xẻo. Bố với ông cứ yên tâm nhá. Thôi, con đi làm việc tiếp đây, con chào cả nhà. Thế, giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Hóa ra là hiểu lầm. Con Yến nó không có bệnh thì tuyệt vời quá được gì nữa. Ui, mỏi thế. À bố ơi, tiện đây có con gà chết, nhà mình làm lồi lầu, liên hoan luôn bố nhở. Mọi chuyện hiểu lầm ở nhà này ấy, toàn là do cái mổ mày ấy. Sao ông lại mắng cháu? Phải nhờ có cháu ấy thì ông mới bố mới biết được nó bị bệnh chứ. Không khen thì thôi. Lần sau trước khi nói chuyện gì phải tìm hiểu cho thật kỹ. Mày bộp chộp quá. Vâng, mà tóm lại ấy, nhà mình chả có vận hạn gì đâu. Mà đêm qua con chăm cái Yến mệt ơi là mệt. Bây giờ bố phải tầm bổ cho con đi, chứ không con mệt lắm. Bố ơi, con vẫn còn lo lắm. Còn lo chuyện gì nữa? Nhỡ con Yến nó nói dối mình chuyện gì? Chứ nhẹ thế sao nó phải giấu? Ờ,